là với sự của mình. Công tử biệt tú, ta có thể sao chép và phục chế năng lực của người khác tầm một. Nghe nói gì chưa? Trần Mưa sao bằng tôn quà đập trúng người, hình như là còn có một hậu nhân của một tộc gia viên quý đã lùi bại. Chà chà, nhìn thoáng cái là biết ngay lầm, không biết chuyện sâu rồi, gặp báo ứng thôi. Ai đừng có nói lung tung, người không sợ bị cái đám láo già nhà quyền quý nghe thấy sẽ đánh chết người à? Thiếu già, ngài đã ngồi ở đây chờ 3 canh giờ rồi. À, 1 canh giờ trước. Thiếu già, ngài tỉnh rồi. Ôi đứt, hả người lại, tại sao lại ở nhà của ta? Thiếu già, ngài không nhận ra ta sao? Hộ vệ cận thân của ngài tôn đại lực đây. À đục, thiếu già, ngài muốn đi đâu? Đây là đâu? Đây không phải là công tứ làm tú của Lâm gia sao? Nghe nói là đêm hôm qua bị sao bàn rơi xuống đầu đập trúng. Sao mà trong hắn có người ngơ thế nhỉ? Ngay cái gì cũng không đi, lẽ nào bị đập cho ngu luôn rồi sao? Ừ. Ôi trời, có người đang bay. Thiếu gia, thì ra là mơ. Quay lại một khoảng thời gian trước. Thiếu gia, về thôi, ở dưới đất lạnh lắm. Kết quạt. Ý, à đù quá đây là. Thiếu gia, ngài nắm chặt tay của người ta như thế, đây là làm cái gì? À được cái giống nhất từ từ. Đang tại phục chế thành công, tái xong, có được năng lực sức lớn vô cùng. Ôi, đi một năm nhân lý tỳ lâu, nắm tỳ lâu như vậy thì ta không sạch sẽ nữa rồi. Cái này, sức mạnh của mình, sức mạnh của mình, lẽ nào đó chính là di thuật mà Tôn Đại Lực đã nói gì sao? Vừa rồi khi tấm tỷ của Tôn Đại Lục, mình hình như đã phục chế được gì thuộc quán. Như thế này thì cũng quá tuyệt, cũng vừa rồi. Không được, không được, phải tìm người kiểm chứng mới được. Tôn Đại Lục nói là Phạm Hường các có một vị cô nương biết con ngữ của thú, phải đi xem thử, kiểm chứng một chút xem. Wow, công tử đẹp trai quá, mời vào bên trong. Công tử à, ngài thấy lâu già có được không? Công tử à, muốn kiếm mạnh bạo hay mạnh thanh thuần, hay là ngọt ngào, hay là mặn mùi, nồi già đều được cả. Công tử à, ngài muốn kiểu nào? Dẫn ta đi gặp vị cô nương biết ngôn ngữ của thú trong cát của các người. Thì già nơi này không được đâu, ngài là người có hùng ước, nói để cho cô này nãy biết thì ngài sẽ sống đời đó. À được, được, ta lập tức dẫn ngài đi. Hai đường ra đi tiếp khách. Chào công tử, ta nghe nói công tử đặc biệt tìm ta, là có chuyện gì? Có thể nói cho ta biết cái con chim này đang nói cái gì không? Nó đang khen công tử rất là tuân tú. Xem ra bọn họ nói không sai, con nó này thực sự biết ngôn ngữ của thú. Vậy thì công tử làm gì mà nhìn nó già như vậy? Vậy thì ta không khách sáo nữa. Công tử, ngài quả nhiên có phục chế năng lực của người khác quỳ tục quá. Đang tại 99%. Tại thất bại. Không dở gì mới sắp thành công rồi, lại đã phá hỏng chế tốt của tà thi. Lâm Tú, theo ta về. Người chính thức này vậy mà lại là tỷ phụ tương lai của mình, hắn còn xứng. Cô là gì của ta? Dựa vào đâu mà ta phải nghe cô? À đục, có cảm giác 99% rồi, còn bị người ta cưỡng chế giật ra. Mọi người, ai hiểu gì không chứ? Người còn dễ. Tòa này lần đâu? Người chết ở đâu rồi? Giờ ba ngày ban mặt mà cưỡng đồ con trai nhà lên nè. Trời định liền, không nói lý mà. Nếu như không phải vì người là tỷ phụ tương lai của ta, ta mới lười quản lý người. Thiếu gia, ngài đã tỉnh rồi.
Ui, ai da, mông của ta. Tôn đại lực à, ta vơ kiểu gì vậy? Tại sao mông của ta lại đâu như vậy? Là nhị tiểu thư vác ngày về đó, mông à, cũng là nhị tiểu thư đá. Tôn đại lực à, ngươi có còn là hộ vệ của ta hay không vậy? Ngươi có trơ mắt gì ngươi bị nhìn ta có bị cái con hổ cái đó đánh hay sao? À, ta đến không là gì tiểu thư, nàng ta có gì tộc bằng thì vậy, huống chi Nga Ba Ti Tỷ của nàng ta có hôn ước với nhau. Hôn ước? Hôn ước cái gì? Nàng ta rút cuộc lại. Thiếu gia, ngài thực sự không nhớ gì nữa hay sao? Nàng ta là Triệu Linh Âm, nhị tiểu thư của Triệu gia, ngài và tỷ tỷ của nàng ta Triệu Linh Quân từ nhỏ đã có hôn ước. Thế nào? Sao bằng tối hôm qua thực sự đập thiếu gia ngủ rượu? Hôn ước? Một chú ăn chơi như ta vậy mà bị ép vào con đường hôn nhân. Nhất định phải giải trừ, nhất định phải giải trừ hôn ước này. Tuyệt đối không thể để cho nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống hạnh phúc của người tri phong sau này của ta. Đây là... À đúng rồi, ngươi nói Triệu Linh Âm vách ta vì sao? Phải thiếu gia. Lúc đầu chỉ nghĩ là phục chế được ngôn ngữ thú thôi, không ngờ trong họ lại gặp phục chế được di thuật bằng luôn. Thì ra thật sự chỉ cần tiếp xúc cơ thở là có thể phục chế di thuật tốt quá rồi. À đây là quan, nếu như muốn tu hành di thuật thì nên đi đâu? Ý thiếu gia nói là di thuật gì nhỉ? Nhưng mà thiếu gia ngay căn bản là chưa thức tỉnh di thuật, hơn nữa cũng qua độ tuổi đó có thể vào di thuật học viện rồi. Xem ra phải nghĩ cách vào di thuật viện phục chế nhiều di thuật hơn nữa. Thế giới này năm đấm mới là đạo lý, nhiều kỹ năng chắc chắn là không thiệt, vẫn là phải tới phẩm hương cao một chi nữa. Vì thực lực bị em vợ đánh một trận thì cũng được. Nô già vốn là người của già này phụ, từ nhỏ gia đình đã nghèo khổ, cha mẹ thì bán đi, chuyển tới chuyện lùi thì tới đây đang tại 99%. Chuyện cũ thì nó đã qua rồi. Hãy đường cô nương vẫn là nên nhìn về phía trước, phục chớ thành công tần như là tàn hoa bại liễu, hãm sâu vào nơi bùn đất. Còn nói tới cái gì mà tương lai, thế đạo thay đổi khôn lường, chứ dù là một cô gái nhỏ như cô thì cũng có thể vác được sạch sẽ và bần điệu vừa hết vào trái tim mình, không phải là vẻ bề ngoài. Công tử, hôm nay tới đây thôi. Công tử nói đúng, nô già sẽ cố gắng tích góp, sau này sẽ làm chút chuyện buôn bán nhỏ đàng hoàng. Ngày ấy thực sự rất khác với những khách thèm muốn cơ thể của mình. Chíp chíp chíp. Tiểu công tử sắp đi rồi, nào cười một cái với ta đi nào. Hồi đó giỏi chết chíp rồi. Sau này hai đứa cô nương thực sự trở thành bà chủ, ta sẽ tới làm khách thường xuyên. Hai đứa cô nương cũng là một người sầu khổ, lấy dị thuật của nàng ta sau này phải chịu cố một chút, tinh thần thật là sảng khoái. Sao có dự cảm không tốt gì nè? Người còn dám đi vào lầu sảnh? À, ta đi làm chính sự. Vì mà Trình thị Vương thị, người còn như thế, ta sẽ cầu chào hiệp bảo hồn ước của người và tỷ tỷ. Hả? Còn có cái lợi chuyện tốt gì vậy sao? Linh khí của tên này thật là lớn, người đã tu hành võ đạo sao? Cho ngày không bằng đầu ngày, hôm nay hãy bỏ hôn ước luôn đi. Người vậy mà lại dám nhắc tới chuyện hí hồn, tỷ tỷ của ta có chỗ nào không xúc thì người muốn ăn đòn? Phải đợi đã nói rồi. Người đã thức tỉnh gì thôi rồi sao? Nếu đã giác tỉnh dị thuật thì cố gắng tu luyện, còn bắt được người đi vào chơi lầu sành nữa, ta sẽ đánh gãy chân của người. Ai đừng có cười nữa chứ, nói ra lời thật khủng bố như vậy. Mình thức tỉnh dị thuật ta vui vậy làm cái gì? Thiếu gia, lão gia và phu nhân đã về rồi. Đâu nhỉ? À đủ, cha mẹ của người chủ. À, hai người là bây giờ diễn mất trí nhớ khá tốt đây. Ôi, tự nhiên bị ung não rồi.
Lão già, phu nhân, đều tại ta không bảo vệ tốt thiếu gia. Người nói tôi gì bị sao băng đập trúng đầu mất trí nhớ sao? Còn thức tỉnh dị thuật băng thì dây ư? Phải. À, chỉ cần người không sao là tốt rồi. Anh nói rất đúng, người không sao là tốt rồi. Tư nhi, đi uống đi. Cha mẹ không mong con tài giỏi hơn người, bình an là được. Cha đã vì còn tìm được công việc văn thư ở thành sứ tỳ, đủ đã không cần phải nghĩ ngơi về cuộc sống. Quỳ đây chính là gia đình sao kiếp trước mình chưa từng có. Ngon. Đáng tiếc là hai người là cha mẹ cô làm tu khác, không phải là của ta. Con à, cha và mẹ của con đã nghĩ rồi, chuyện hôn ước vẫn phải là suy nghĩ cẩn trọng. Mẹ nói lời thật lòng, bây giờ làm gia và triệu gia đã cách nhau một trời một vực, hôn ước này con cũng nghĩ như vậy. Thiêu gia chúng ta, à triệu gia thì không với cao được, thay vì ngồi chờ chết thì con bạn sớm giải trừ hôn ước. Ta cũng không muốn bị em vợ đánh nơi đâu. Con có thể nghĩ như vậy thì tốt quá rồi. Trên lập tức tìm cho con một thứ tử mong đang hồ đuổi, tranh thủ sớm ngày thành thần. À đúng thì đúng thế, mau chóng để mẹ về cháu. Con còn muốn, con mới 18 tuổi thôi. Tội gì à, con chạy cái gì? Khi mẹ 18 tuổi thì con đã ở trong bụng mẹ rồi đó. Rồi cô Phi phải làm sao để nâng cao dĩ thuật đấy trời. Anh nghĩ tỷ để ta làm phiền thế giá rồi. Dù sao thì sau khi thức tỉnh dị thuật sức mạnh thì một tấn sức lực dùng cũng không hết. Làm tú úy thiếu gia, một cái này sao lại tới nơi rồi? Không phải là lại muốn đánh mình đấy chứ? Đi theo ta. Nếu như có thể thức tỉnh sớm một chút thì tốt quá rồi, đáng tiếc. Viện trưởng à, ngài đã đồng ý với ta. Chuyện đã nói rồi, đương nhiên là sẽ không nuốt lời. Lâm tổ, sau này ngươi chính là học trò của dị thuật viện, phải cố gắng phấn đấu, cống hiến sức mình vì đất nước. Chỉ là tu hành của hắn vẫn phải dựa vào ngươi. Ta chỉ cố gắng vì hắn. Nguyện vọng muốn vào dị thuật viện vậy mà được em vợ thực hiện cho rồi, chuyện vui đến bất ngờ quá rồi. Thôi là chuyện hiếm nha, còn tài phí vật của Bình An Bá cũng có thể thức tỉnh dị thuật. Thì Linh Nam tỷ thừa đối tốt vì hắn như vậy, lấy ra là triệu gia cầm ít tiền này rời khỏi tí tí của ta. Chưa kìa, là cứ muốn trải nghiệm ăn bá một lần, không ngờ vậy mà thành hiện thực ở đây. Vừa có thể giải trừ được hôn ước lại vừa có thể có dị thuật và được dị thuật viện, em vợ đúng là tuyệt vời quá. Chuyện trước đó là ta không đúng, ta xin lỗi người. À không sao không sao, ta có thể hiểu. Thiên chi kiều nữ như là tỷ tỷ của người, buông tay đối với mọi điều người. Lời hứa của triều già đáng giá ngàn vàng, bất luận xảy ra chuyện gì thì hôn ước vẫn thế. Hả? Cái này không đúng nhỉ? Kịch bản này có phải là cầm nhầm rồi không? Tuy dị thuật của người thức tỉnh rất muộn, nhưng mà càng khôn chế định thì ai cũng có thể là hắc mã. Nàng vậy mà lại đang ân ủi mình. Tỷ tỷ đã thức tỉnh lần thứ 5 rồi, muốn sướng với tỷ ấy thì ngươi phải cố gắng luyện tập. Nên như dám lời biến ta sẽ đánh chết ngươi. Úi, mình biết ngay mà. Hai ngày sau làm phủ, mỗi lần thức tỉnh của dị thuật không những là thực lực sẽ tăng lên rõ ràng, còn có thể mở khóa kỹ năng hoàn toàn mới. Mấu chốt của thức tỉnh chính là tích lũy đủ nhiều nguyên lực. Trong sạch nổi hi có tu luyện dị thuật nhanh nhất là rèn luyện bản thân trong môi trường tương ứng. Mà tu luyện dị thuật bằng trong thời tiết nóng kinh người như thế này, mẹ bò đó chứ, hai ngày rồi chỉ có tiến bộ cái chút xíu xíu. Ý, anh nói rồi, mình cũng không dùng lực mà. Lẽ nào? Úi, quả nhiên tim mình tu luyện dị thuật bằng, nhưng mà năng lực của dị thuật lực cũng đã tăng theo đó mà tăng lên rồi. Tu luyện một loại dị thuật thì năng lực khác cũng có thể cùng tăng, như thế này cũng quá vip rồi. Người quả nhiên lỡ nhà. Còi áo.
Không ổn lắm đâu, ta còn xử nàng hơn nửa người là em vợ của ta chứ ta như vậy. Úi, áo đâu rồi? Lôi thôi. Một canh giờ sau, Mỹ Hiền không tội, ngày mai lại tới. Ân người đi thông thả nhà, chân mùng nhũng do luyện công. Thiếu già, ngày chắc không phải là muốn thu luôn cả hai tim mũi đi chứ. Nào ní, chỉ biết đồ vớ vẩn em vợ tới giúp ta tu luyện đấy. À vậy như tôi thừa đối xử với thiếu già thật là tốt. Nên như tương lai, cũng ai cũng giống như người à. Lần nào ta gặp kỳ hiểm thì ngươi cũng là người chạy nhanh nhất. Thực sự là đánh không lại nhị tiểu thư. Ngày mai người đi cùng với ta tới Thanh Lại Ti. Thiếu gia tới đó làm gì? Tóm lại không thể có ăn mãi không được, ít nhất thì cũng phải đi nhậm chức. Ngày hôm sau, môi trường không tệ, còn là một bát cơm sắt. Phu phụ bình an bá tính đối với đứa con trai bình thường này thật là tốn không ít tâm tư. Xin đại nhân hãy làm chủ cho con gái của ta. Ủa, có vụ án sao? Tần Thông, có người nhìn thấy Vương thị hồn hòa vào trong phủ của người. Hôm nay nàng ta lại treo cổ chết ở nhà. Ngụy có cái gì đã giải thích không? Hôm qua nàng ta đã nhận được ngân lượng của ta từ nghiêm vào phủ hầu hạ. Hôm nay chết ở trong nhà thì có liên quan gì tới ta? Con gái của ta luôn giữ thân trong sạch, sao lại có thể làm cái lỗi chuyện đó với hắn chưa? Xin đại nhân trả lại sự trong sạch cho con gái của ta. Người đó là con trai của bá Tần Võ Nhất Đàn đấy. Chính là hắn. Lão Vương đầu thảm rồi, đâu có cái chuyện mà dân thường có thể kiềm thắng được người cái chức quyền chứ. Vương thị treo cổ chết không thể chứng minh có liên quan tới Tần Thông vụ này. Khoan đã đại nhân, tất cả trên rà năm chính của chúng ta sắp bắt đầu ra giá rồi. Vương thị không phải tự mình treo cổ chết. Nếu như là tự mình treo cổ thì hai chân sẽ không có sức mà rũ xuống đất. Nhưng mà hai chân của người này là cứng đờ, hướng thẳng lên trên, chứng tỏ nàng ta có rất có khả năng đã chết trước khi treo cổ. Hơn nữa, người tự treo cổ chết thì đầu lưỡi sẽ lộ ra ngoài, phần mặt sẽ xanh tím. Chúng ta đi theo hướng nhẹ nhàng hài hước, sao có thể lộ ra cảnh tượng âm mưu tình được chứ? Cái gì? Thì ra là như vậy. Nói như vậy thì nàng ta bị người ta hại chết. Yên lặng. Vụ án này có nhiều điểm nghi ngờ, tạm thời nhốt Tần Thông lại bãi đường. Không sao hết, tôi tin đại nhân sẽ trả lại công bằng cho ta. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân giải oan thay cho cô gái của ta. Điều ta có thể làm cũng chỉ có thế. Một canh giờ sau, con trai của Bình A Bá Lâm Đình hiểu không ý thơ. Chưa tới một ngày thì ngươi đã được thả ra rồi. Nhờ phúc của người, ta bị nhốt hai cái giờ đánh gãy hai chiếc xương sườn của người, không quá đáng chứ? Hả? Ngươi muốn làm gì? Trong dị thực viện cánh đến nhộn nha. Vì tất cổ viện có điều này, nhưng chỗ này là bên ngoài dị thực viện. Hả? Đây là chiều lên nằm trong dị viện thuật cấm đánh nhau máu đá tà ra. Ủy em vỡ. Ồ vậy sao? Nhưng mà chỗ này là bên ngoài dị thuật viện. Do lần này là cảnh cáo người, lần sau ngươi không may mắn như vậy đâu. Làm tú người đợi đó cho ta, chúng ta chỉ gặp mặt lại nữa. Hắn vừa rồi dùng năng lực gì thế? Dì thì đi dài mà thôi, đợi ngươi thức tỉnh lần nữa thì hắn không phải là đối thủ của người. Xem ra mình bắt buộc phải nhanh chóng trở nên mạnh hơn mới được. Thế giới này có thực lực mới là cha, mà thường tiện còn có thể có một vở diễn anh hùng có mỹ nhân gì đó, một đoạn giai thoại không phải là có rủi sao? Hôm nay sao thiếu gia ở dị thuật viện đọc sách tới muộn như vậy? Đọc sách nhập tầm quá, quên mất thời gian. Sự hiểu biết của ta về dị thuật vẫn quá ít, trước khi khai giảng thì phải mau chóng bổ túc lại. Ngôn ngữ của chó, người này ẩn lầu như ở trong ngõ như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì?
Tiêu gia, cẩn thận. Trần Khí ngồi phóng, huệ đại lực mau đi. Thiếu gia, ngài đi trước đi, ta đồn hậu. Di thuật, lực lượng. Giải quyết xong rồi sao? Chỉ có vậy thôi à? Đại lực. Người của Thái Y Viện sao còn chưa tới? Tôi nhìn à, cô nhớ kỹ lại. Dạo này có đắc tội với ai không? Lý nào là tổng thống? Thiếu gia, ba song song cô nương của Thái Y Viện đã tới rồi. Mau mau vào. Xin hỏi người bị thương đang ở đâu? Cô nương, có cứu được hắn không? Yên tâm đi. Trị liệu. Tiêu trừ. Mấy ngày này đã hắn nghỉ ngơi thì không sao nữa. Ở bạch cô nương tất tiến cụ. Tâm yên bạch cô nương, chú ý an toàn. Dị thực chữa trị quá thật là hữu dụng. Phải nghĩ cách phục chế một lần. Hôm qua ta bị ám sát, tôn đại lực vì cơ tà mày bị trúng phải kịch độc. Bạch y cô nương là thái y được mời tới cứu tôn đại lực. À, ta chỉ xuất phát từ phép lịch sử để tiến cô tẩy thùy, tuyệt đối không có trung hoa gạo nghĩa. Ta biết, ta chỉ là tới xác nhận an toàn con người. Người nói xem có phải là tầng phòng ra tay không? Ám sát người viên quý là tội nặng, chức tù án đó của các người không đáng được kéo cả tầng gia vào. Không phải toàn gia, vậy thì chỉ có thể là lầm tứ trước khi mình xiềng hòa đã đắc tội với người ta. Tần phủ lúc này, lầm tú, chúng ta đợi đi. Ai? Ôi! Tần thống, ngươi thật sự nói được làm được. Thật sự nhanh như vậy đã gặp lại rồi. Em vợ không phải vì trút giận cho ta nên giết cái tên này đi chưa? Tên này chứ không phải là thuê giáp thủ, hung thủ giết người đi chưa? Thời gian tử vong là đêm hôm qua. Cả người chỉ có một vết thương, một kiếm cắt cổ. Hiềm nghi của các người đã loại trừ. Vụ án này chắc là nữ nhân đã làm. Nữ nhân nào? Một người thích khách đã thức tỉnh, dị thuật ẩn nấp, đi lại không dấu vết. Mỗi lần giết người đều sẽ để lại cánh hoa ở trên thi thể. Ẩn thần giết người, đó không phải là giống với A Kha hay sao? Cái này nếu như mà mình bị phục chết lại thì... Sợ rằng vụ án của Vương Thị thu hút vụ sự chú ý của nàng ta nên mới nửa đêm đột nhập tổng phủ. Tại sao tội phạm này lại ra tay với tần thông? Hôm qua một đạo tặc chủ động báo án, nói là khi hắn vào trong phòng ăn trộm thì thấy sắc nội y xấu lỡ tay giết Vương Thị. Thật cách này ấy à, chuyện giết chẳng kể hay viên quý phạm tội lại tốt trừng phạt. Đang tí cho Vương Thị, người thì đã chết rồi, lại phải chịu nỗi oan ức không trong sạch. Nếu đã dính tới dị thuật thì vụ án này giao cho dị thuật viện xử lý đi. Đây không phải là người hồn quà ra mà cho lão vườn sao? Đây lại làm gì thế? Đa tài đại nhân đã lên tiếng cho con gái của ta. Số khùi làng khô này là tới tự phơi, đại nhân xin đừng chê. Mọi người tất cả hãy tránh ra, tránh ra. Bánh bà vừa ra lò, đại nhân ạ, mau chóng ăn nhân lúc còn nóng. Những thứ này ta không thể nhận. Ta và lão vườn mở sạp ở trên phố mười mấy năm, ông ấy không dễ gì nuôi được cô con gái trưởng thành, lại bị người khác sát hại sỉ nhục. Đại nhân là người duy nhất đứng ra rồi giúp. Số bánh bao này ăn ngay cứ nhận đi. Đồng đó đại nhân à, nhận đi, hiếm khi gặp được hoàng tốt như ngài. Được rồi, đồ thì ta nhận, hai người mau về đi. Bánh bao này một mình ta ăn không hết, các người giúp ta cầm đi chia cho những người còn lại đi. Nhớ trả lại lòng hấp cho chú tìm nhé. Quỳ đó ta đại nhân, chúng ta đi làm ngay. Nè, ta không đối. Lâm Tú, thật ra ngươi là một người tốt. Ủi, trước đây đều là ta phát thể người tốt cho người khác, vậy mà cũng có một ngày anh được phát thể.
Thế người tốt quá. Đôi qua đôi quá, 3 ngày chưa ăn cơm rồi. Nếu như có cái đùi gà nướng thì tốt rồi. Ủi, có gà nướng. Nè, ăn đi. Chó ngoan à. Nếu như ngươi bằng lòng đi theo ta đi, ta đảm bảo không để cho người đói bụng. Nhìn dáng vẻ này của người có duyên với ta đấy, dứt khó gọi ngươi là Hoàng Bố Lạp Cát nha. Ngươi muốn nhận nuôi con chó ta này sao? Đừng có xem thường nó, đây là chó ân chó cứu mạng của ta. Năng lực của ngôn ngữ thú dùng để thăm dò tin tức rất đỉnh, mình phải cố gắng khai thác. Trong thanh lời ti, bánh bao ở đâu ra thế? Sao hàng trên phố tàn trò? Vì cảm ơn Lâm Đại Nhân đã giải oan cho Vương Thị Đà Mất. Người tới nhà Lào sách phàm nhân giết hại Vương Thị tới đây. Ở Vương Đại Nhân, Đại Nhân Tân Thông đã chết, còn gì thêm chuyện nữa? Sự chết người tự thu đó, cho bên phía trùng lại dùng bá một lời giải thích mà thôi. Tuy Tần Thòm đã chết, sự trong sạch của Vương Thị lại không thể trả lại được công chính liên minh. Được rồi, hôm nay tu luyện tới đây thôi. Tu luyện thì không thể tham vội vàng, tham ngắn bỏ dài, ngươi đã làm rất tốt rồi. Tu luyện gì thật còn quá tiêu hao thế là rồi đi, đỡ muốn xỉu. Người cố gắng nghỉ ngơi, ta vài ngày nữa lại tới. À được, con nhì có đang ngủ chưa? À vẫn chưa. Mẹ đã hỏi đại lực, hắn nói tu luyện gì thật tiêu hao rất lớn, mẹ chờ con đói nên nấu ít đồ ăn cho con. À không cần phiền phức như vậy. Phiền phức gì chứ, với mẹ hả? Nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị hay không. Ui ngon quá, con thích là được rồi. Ui dạ cảm ơn mẹ. Cảm ơn cái gì chứ, sau này muốn ăn gì thì đối với mẹ, mẹ nấu cho con. Trước kia hoặc là gọi đồ ăn ngoài, mì gói, hoặc là hẹn em nào đó tới nhà hàng ăn. Sống 2 đời vẫn là lần đầu tiên ăn được cơm do chính tay của mẹ làm. Dạ con biết rồi mẹ. Phòng dành cho khách của Lâm phủ. Thiếu gia, sao ngài lại tới đây? Sao không ở trên giường tình dưỡng? Thầy nói rồi, ngươi phải nghỉ ngơi thật nhiều. À với tình của ta sớm đã không sao nữa rồi. Ngày ngày nằm ở trên giường ta cảm thấy ta sắp mất mẹo rồi. Vậy thì cũng phải nghe lời của thầy. Lần này nếu như không phải cha mẹ mời thầy tới thì cái mạng nhỏ của người thật sự là xong đời rồi. Bảo vệ thiếu gia là chức trách của ta. Chỉ còn thiếu gia không sao, ta chết cũng đáng. Mơ đi, lần nào em vợ đến thì ngươi chạy cũng nhanh hơn bất kỳ ai. À, cái đó khác mà, nhị tiểu thư sẽ không thật sự tổn thương thiếu gia. Phu nhân, lão phu cô chúng ta ở lại. À đúng đúng, cha mẹ đây là đang làm gì? Hôm qua ta và cha con đã tính toán rồi, ngọn lửa trong nhà không còn nhiều nữa, nuôi không nổi nhiều người như vậy. Không bằng cho bọn họ ít tiền để cho bọn họ đi tìm con đường khác. Danh sách chi phí của gia đình, lương thực và tiền công mỗi người 2, người gác cửa thì 3 bữa, nuôi đại lực thì nuôi 5 bữa không trả lương. Danh sách tính toán mẹ và cha thôi nhiều như vậy á. Lão già lão phụ, nếu như không chờ bài thì để ta tiếp tục ở lại nấu cơm cho làm già đi. Lão nô không sống được mấy năm nữa, hy vọng mà lão lão phụ nhận nỡ tình chủ tớ nhiều năm, cho lão nô một chiếc quan tài dung thân. Yên tâm đi thiếu già, ta cũng không đi. Ta muốn ở bên cạnh cả đời bên cạnh phu nhân. Đây là cả dáng vẻ nên có của gia đình này nhỉ? Có lẽ bị sao băng đập trúng không phải là sự trừng phạt của ông trời dành cho tình cảm rối bời của mình, mà là sự ban ơn dành cho sự hành thiện tích đức của mình. Không có tiền thì khó, vì cách để giải quyết vấn đề sinh nhai. Nè, hai người này bị thần kinh à? Đi dưới trời nắng to như vậy. Ui quá đúng rồi. Đi, chúng ta tới phẩm phường cá ăn tiền niềm vui đi. Người ngu rồi, đá của cá vườn đồ dùng hết rồi,
Phạm Phương cáp thì nóng như là cái lồng hấp gì, phản ứng gì cũng không có. Thiếu bá ừ, thiếu đá, có rồi. À, cái thằng ti chết tiệt này khi nào mới hết đây? Ai khách quan muốn ăn gì? Ta không có ăn cơm. Tiêm chứng quậy của các người bằng một vụ làm ăn. Đồng đá. Vì thật của công tử là bằng sao? Vậy ngài muốn là... Ta muốn mượn giếng của người. Để dùng. Một ngày 10 lượng bạc. Quỳ xem ra công tử cũng biết. Thời tiết năm nay rất là nóng bức. Nguồn đá lạnh của vườn đồ thiếu hụt. Có tiền cũng khó mà mua được. Với năng lực của công tử thì ngày kiếm bộn tiền không phải là chuyện khó. 10 lượng sợ là thấp quá. Vậy ngươi cảm thấy bao nhiêu là phù hợp? Ít nhất là 50 lượng. Ừ, cháu kèo. Không hổ là trích nghiền lầu ra tay đúng là phong khoáng. Công tử à, lý nào đang nói đùa? Mượn giếng nước của trích nghiệt lầu chúng ta, lý nào còn muốn chúng ta trả tiền? Nếu như mà chứng quầy không có thành ý, vậy thôi, ta nghĩ ở phường Hường Lầu ở đối diện có lẽ có thành ý hơn. Xin công tử dừng bước, xin công tử dừng bước. Mười lượng thì còn công tử có thể cung cấp đát lệnh cho trích nghiệt lầu, thì mỗi ngày trích nghiệt lầu sẽ cho ngày 10 lượng bạc. Chứng quầy cũng biết, thời tiết năm nay rất là nóng bức, mà nguồn đá lạnh của vườn đồ thiếu hụt, có tiền thì cũng khó mà mua được. Với năng lực của ta, ngài kiếm bộn tiền không phải là chuyện khó. 10 lượng sẽ là thấp quá, ít nhất cũng phải 50 lượng. 50 lượng thì 50 lượng. Nhưng mà công tử phải đồng ý với ta một điều kiện, ngôi trích kiệt lầu không thể cung cấp đá lạnh cho các chỗ khác. Chỉ cần có thể dự án ở là trích kiệt lầu, cho dù 50 lượng một ngày cũng kiếm to. Nếu đã như vậy thì sợ rằng là cái giá khác này nha. Ngoài 50 lượng bạc mới nghĩ ra, thì một thùng đá lạnh trả thêm cho công tử gấp 5 lần giá thị trường. Hợp tác vui vẻ. Lâm công tử à, ngày mai nhớ tới đó nha. 300 lượng bạc. Nếu như ngày nào cũng như vậy thì tốt quá rồi. Đừng có mơ đẹp như thế. Thời tiết sẽ chuyển lạnh, ngân lượng kiếm một ngày sẽ càng ít đi một ngày. Sao đi tới đâu cũng có thể gặp phải em vợ. Người không phải là thế giới ta đi chứ? Người rất thiếu tiền ư? Cái này không phải chiến rớt rành rành hay sao? Người cần bao nhiêu ngân lượng ta cho người? Đừng đánh. Hả? Cho ta ngân lượng ư? Người cho dù là hám tiền, nhưng mà cũng phải nghĩ tới thân phận của mình. Như thế này cũng khiến cho người khác xem thường làm gì. Kiếm tiền dựa vào bản lĩnh của mình không hề ám hại gì cả mà. Còn người khác nghĩ thế nào thì ta cũng không để tâm. Thiếu gia, nếu đã không nhìn thích tiểu tư sa sản như vậy, vậy thì mau chóng giải trừ hôn ước đi. Cầu xin cái gì có lòng tốt giúp đỡ. Cô của ta bị bệnh, còn không chữa thì không sống nổi mất thùi. Từ nay có đủ không? Đủ rồi, cảm ơn ngon nhân. Vườn đồ, người giống như thế này thì có 80-90% là lừa đảo. Người cảm thấy có đáng không? Cái gì cũng phải sợ chưa? Một thối bạc này cũng không đủ ăn một bữa ở trích nghiệt lầu, nhưng mà lại có thể có được một mạng sống, nghĩ thế nào thì cũng đáng. Chúng ta đi chọn hai sắp vải cho Vương Thạm đi. Ta thấy bộ quần áo đó của thêm ấy cũng đã sắp mũng ra cái rồi. Được. Vương Thạm là ai? Là trù nương của nhà bọn ta. Người còn muốn đổ cho hạ nhân trong phủ ư? Những người này vào lúc làm phụ khó khăn nhất lại chọn ở lại. Đối với ta mà nói thì bọn họ đều là người nhà. Ngươi thật sự không ăn hay sao? Hương vị của quán này không tệ nha. Không ăn. Thì có người của người hám tiền hảo sắc, nhưng mà hiền hậu, tâm tư lương thiện, không sợ cầu quyền. Coi quả thật là coi như là một người tốt. Em vợ à, ngươi coi như là phải đúng thể người tốt rồi. Thế người tốt rốt cuộc là cái gì? Không ngờ em vợ nhìn hung dữ như vậy mà lại có thể nghiêm túc khen ta. Mà cờ thể người tốt là cái gì? Nhưng mà ta nhất định sẽ thuyết phục cha. Đợi tí tí về vườn đồ thì sắp xếp cho hai người thành hùng. Hả? Long phụ. Thiếu gia. Sao thế? Có người trong cùng tới. Người trong cùng tới á? Lâm tổ,
Con trai của Bình An Bá bị hai Triệu Kiến lập tức vào cùng, không được chạm trổ. Bá phụ bà mẫu yên tâm, Lâm Tú vào cùng sẽ không có chuyện gì lớn đâu. Nương trong cùng, Lâm công tử, nếu nữ vào hậu cùng, ngươi chỉ phụ trách tạo đá lạnh. Những cái khác thì, cái không nên nhìn thì đừng có nhìn, cái không nên hỏi thì đừng hỏi, nhất định phải nhớ kỹ. Rõ ràng, năng lực của em vợ mạnh hơn, lại tốn trai tráng như mình. Con gái của nhất đẳng hầu đúng là cao quý, đáng tiếc là mình kinh doanh của trích nghiệt lâu. Nè, thở dài cái gì? Làm việc cho đặng cho hoàng cùng người không bằng lòng ư? À, công công hiếu lầm rồi, ta lo lắng nghiêng lực của mình hơi thấp, không tạ được bao nhiêu là đá lạnh. Bị hạ từ gọi sắp xếp, chuyện này ngươi đừng có lo lắng. Nô tài tham kiến quý phi nương nương. Hắn lại bấm nương nương. Thờ tiếng nóng nực, bị hạ đặc biệt chịu kiến học trò của dì thuật viện chớ tạo đá lạnh giảm nóng cho các vị nương nương. Nhìn dáng vẻ của các người là vừa từ Vĩnh Ninh cùng qua đây nhỉ? Nàng quá. Hả? Kỹ năng ngôn ngữ thú này vậy mà lại có tác dụng với dị thú á? Hoàng hậu dối thật, toàn cung trên dưới nóng như là lòng hấp. Nàng ta thì hay rồi, không những là có đá lạnh dùng đầu tiên, hay là số lượng cũng nhiều hơn bản cung gấp đôi. Đi thôi, động tác nhanh một chút, nếu như dọa tới nào nổ thì bắn cùng lấy đầu của người. Dần dần dần, chúng ta tạo đá lạnh sẽ xong thì sẽ đi ngay. Xem ra, quỷ vi phi này không phải là người tốt lành gì, phải nhìn nhìn làm xong việc. Thiên thu cùng, không sợ trực tiếp, tiếp xúc với mặt nước hiệu suất chất tạo đá làm lạnh đi chậm không phải là một chút nha. Làm cả một buổi sáng rồi cảm thấy cơ thể sắp khoét rỗng luôn rồi. Đây là đồ mà dục phi nương nương ban thượng vất vả cho đám công tử ở đây chết tạo đã lành rồi. Ui, con có nhỏ ăn sao? Thuộc phi này tốt hơn quý phi vừa rồi nhiều. Ngon hơn nho hồi trước mình xiền không mua đồ ở dỗ gái. Cái này cũng ngon quá rồi. Đương nhiên rồi, đây là công phẩm của Tây Vực, các phi tử bình thường đều không được ăn. Cũng chỉ có thuộc vị nương nương sẽ dùng nhò này thưởng cho người khác. À, các vị theo ta chỉ tới chị lùi cũng vất vả rồi, mau cùng nhau ăn đi. À, chứ ta đi theo làm con tử cũng được ăn hưởng kết rồi. Lý Tổng quản, không biết là tiếp theo sau tới cung điện nào thì nếu như có kiên kỵ, ngài nói trước với ta đi. À, làm công tử khách sáo quá rồi. Tiếp theo sẽ tới Thùy Đồng Cung, nơi đó vốn là của Đức Phi Nương Nương, nhưng mà mấy năm trước đã bị bệnh mất rồi. Hiện nay là Minh Hà công chúa ở. Làm công tử, cẩn thận đừng có chọc giận công chúa là được. Công chúa, nô tài phụng bờ lệnh bề hạ dẫn người chế tạo đá lạnh cho Thùy Đồng Cung. Thái gì, người có cảm thấy người đó rất là đáng ghét không? À, công chúa bệ hạ xin hãy thu lại cái vẻ mặt của người. Làm việc của các người rồi mau đi. Hôm nay thí nghịch à, sao cứ gặp phải nữ nhân vô ơn thế nhỉ? Lý Tổng quản, công chúa cũng đã thức tỉnh năng lực dị thuật rồi sao? Đó là đương nhiên, công chúa thức tỉnh dị thuật lửa. Chà trịch, ở nơi trời sinh đã khác mình, không phải cách xa nàng ta ra một chút mới được. Lâm công tử, đi theo ta dẫn người tới chỗ của ở của cậu tần. Lý Tổng quản, nhìn dáng vẻ của ta, lương tâm của ngài không biết đau xót hay sao? À, công tử đừng hoảng, nhà chúng ta sớm đã chuẩn bị sẵn đồ cho ngươi rồi. Đây là, không sai, đây chính là nguyên tinh, là lấy từ dừa thú ở trạng thái nghi sinh, hỗ trợ tự tỉnh, nâng cao nguyên lực, bổ thận bổ gan, già trẻ đều dùng được, mỗi người dùng rồi đều nó rất tốt. Quá lợi hại lợi hại. Bổ thận bổ gan cái quần quý gì vậy? Có cần thiết phải khoa trương tới như vậy không? À, đây là bạn ơn của bệ hạ. Lâm công tử vừa thức tỉnh lần đầu đúng không? Viên nghiên tinh này
Có thể bằng khổ tu một ngày của người, nhưng có mà dùng thì nâng với trộm đi. Một ngày. Ta cảm ơn bệ hạ. Làm thầy phó bận rộn một ngày, cuối cùng cũng được hoàng đế thả ra rồi. Si nhược toàn thân. Lần sau cách một ngày làm công tử, đâu cần vào cùng, đừng có quên đó nha. Ta biết rồi. Mày mà kiếm được 15 nghìn tinh, nếu không thì thật sự là lố chết rồi. Sao bây giờ mới ra ngoài? Anh Lê Năm, người sao lại ở đây? Em vợ không chỗ nào cũng thấy, thù lá cố trích nghiệt lâu. À không không không, đây là tiền của người kiếm, ta không thể cầm. Cầm lấy. Vậy ta miễn cưỡng nhận vậy. Chàng trách lấy có nhiều tên mặt trắng bằng lòng để cho phúc bà vào nuôi. Cái khác cọc nổi chưa ăn bám thực sự là quá tuyệt vời. Lê Năm, hôm nay người sao lại tới đón ta thế? Người ám sát người còn chưa tìm được, hồ vệ của người lại quá yếu. Không cần phải nói như vậy chứ, cảm giác mạo phạm quá. Hoàng thánh nằm quan tiền một bát đây. Chúng ta đi hẳn hoàng thánh đi. Ta không đổi. Anh chủ cho ba bát hoàng thánh. Được. Người ăn hết được sao? Ở hoàng cung bận rộn cả một ngày, bây giờ ta đến mức mà có thể ăn một con bò. Hoàng thánh của ngày sau rồi, từ từ thưởng thức. Kỳ lạ, rõ ràng cảm nhận được một chút sát ý. Ăn no rồi sao? Đã tràn đầy năng lượng rồi. Bây giờ ta cảm thấy mình có thể đánh chết mỗi con bò. Đi thôi, về nhà thôi. Đồ tại lần trước anh tự đánh rắn đồng cỏ, khiến cho tiểu tử này trở nên cảnh giác. Nữ nhân này cũng không thể bảo vệ hắn mãi được đâu. Để sau khi dị thuật viện khai giảng, thì thời gian có thể tới thành lại đi càng ít. Cứ 3 ngày đánh cá thì 2 ngày phải phới như thế này. Ngồi nhớ mà chụp phải giận chúng nổi giận thì phải làm sao? À, có rồi. 2 tiếng sau, lên đại nhận thay đổi rồi. Giờ này chăm chỉ tới thành lại tì quá. Mua đạn sáng cho chúng ta, còn tạo ra đá lạnh cho chúng ta để nóng. Ngày ấy thật là tao y ta cũng chết mất thôi. Một nhận được một ít ân huệ nhỏ của hắn thì coi là người mình rồi. Những con chú thi gia viện quý này đều giống nhau. Từ Vân Thư muốn đi đâu thế? Trong tay của liều chủ sự có vụ án mới, ta tới hiện trường. Ai đừng làm nữa, ngồi xuống ăn một miếng dừa hộc úp đá đi chứ. Trời nóng như thế này để ta giúp người tới hiện trường. Vì thì rất là cảm ơn Lâm đại nhân. Nhà có viên với ngoại. Liêu đại nhân, Lâm đại nhân. Gạch ở hiện trường bị bồng ra, mắt cái chân của người chết thì có vết thương. Vết thương ở gáy và vết máu ở trên bồn hòa tương đồng. Liễu Thành Phong là chết ngồi ý muốn, chuẩn bị hậu sự chờ vương viên ngoài đi. À lão già, ngày sao có thể đi như vậy? Công cụ hình người làm cho nên cho năm chính. Khoan đã, vương viên ngoại không phải là chết do sở ý, mà là hắn bị giết. Lòng Vân Thư, chuyện gì cũng còn ở chứng cứ, tất cả manh mối hiện nay đều chỉ rõ là vương viên ngoại là tự sát. Người có gì mà để nói hắn bị giết? Còn về chứng cứ mà người quan trọng không phải trò đùa. Nếu như không tin thì thẩm vấn hắn không phải là điều rồi sao? Một, bắt lấy người này. Ta không phải cố ý, ta không có muốn giết ông ta. Xin hủy Lâm đại nhân, làm sao mà nhìn ra người này chính là hung thủ? Nè, ngồi ngồi một chút đi. Đoán. Đại đường của Thanh Lai Tì. Mày mận đồn trúng, hắn thật sự nói như vậy ư? Phải, ta tới bây giờ cũng không hiểu. Người đó không để lại một dấu vết nào, làm tướng làm sao biết được hắn là hung thủ? Hắn nhất định là đã phát hiện ra chi tiết mà chúng ta không phát hiện.
Ta rốt cuộc là đã báo suốt chỗ nào? Chi tiết mà ngay cả người cũng không phát hiện được. Thú vị, thú vị. Trương Xuân Cung. Hắc xì. Tôn Hoạt cũng ngủ không ngon. Rốt cuộc là ai đang nhớ nhung mình? Ngay cả bạch cô nương cũng không thể trị khỏi trò nào nữa của ta. Ngươi đánh tôi gì? Sao cách quách mà giống như đang cãi nhau thế? Nậu nậu. Bị ngươi hại thành như vậy. Kéo xuống. Đến 30 gậy. Nương nương xin dừng tay. Nương nương. Học trò bí thuật. Có thể để cho ta xem thử bình tĩnh của linh sủ không? Hồi lòng công tử. Ngay cả bạch sòng sòng. Thiên tài của thái y viện cũng không có cách. Người có cách ừ. Có cách hay không? Thì xem một cái là biết ngay. Nếu không chữa khỏi. Mèo mèo mèo. Chân đầu quả đâu chết bốn con chút rồi. Lâm công tử, tiền của nhà chúng ta không chịu nổi đâu. Thì ra là như vậy à. Lâm công tử có manh mối gì sao? Ai giúp tới bổn công chúa rút nó ra. Méo. Khói rồi sao? Nơi nước của ta khói rồi. Méo, dễ chịu nhiều rồi. Nghe đâu, thưởng cây châm đó của ta cho Lâm Tú, cũng thưởng cho những người khác từ hết. Hoàng hồn. À, mệt quá. Lần tự à, lần sau lại tới. Công tử xin đợi một chút. À, xong xong con đường có chuyện gì? Ta muốn hỏi làm công tử, ngươi làm sao mà nhìn trong con đường đó bị thương? À, cái này thật ra cũng không có bí quyết gì cả. Chỉ là con tí Mỹ là được. Tí Mỹ. Lúc đó lên sủng cuộn móng trước lại, thân sắc thì đầu đớn, thì ta đoán có thể là trong bị thương. Thì ra là vậy. Do song song học nghề không tin, đồng vợ không thể nói chuyện, không thể tự thuật lại chữa bệnh giống như con người. Ta thì cũng do người ở trong nhà từng nuôi mèo nên mới nhìn ra chút sơ hở. Song song cô nương, đừng có tự hạ thấp mình. Nghe những lời này của công tử, anh như là từng học y. À không không không, từng tự học một chút thôi, nhưng mà kém xa song song cô nương. Ta chẳng qua chỉ là dựa vào dị thuật. Làm con tự tìm mỹ như vậy, nếu như học y thì nhất định sẽ làm tốt hơn ta. Ủa thế sao? Vì vậy song song cô nương, nguyện ý vậy ta ý thật không? Đương nhiên có thể, ta phần lớn thời gian đều ở thái y viện, làm con tự có thể tới bất cứ lúc nào. Cảm ơn bạch cô nương. À, bạch cô nương đi thông thả. Làm tụ, ngươi lại ở đây trâu hoa ghẹo nguyệt. Rồi, ngươi nghe ta giải thích. Cái này tặng cho ngươi. Ngươi tặng cho ta cái này làm gì? Quý phi nương nương thường cho, ta đâu có dùng được. Những cái này thì người chỉ cần chỉ dẫn ta tu hành, còn giúp ta tới trích nguyệt lầu chế tạo đai lạnh, coi như là quà cảm ơn. Cái này quà vì giá ta không thể nhận. À vậy thì ta giữ lại tặng cho người khác. Ta thấy tí tí nhận trước. Người thật sự là một người con tí tí nhà. Thích nguyệt lầu. Mấy người này hấp thu nhiều tình nguyện như vậy, nguyên lực đã tăng lên không ít. Ngay cả chế tạo đã lạnh cũng đã nhanh hơn. Lâm công tử, ông chủ của chúng ta muốn tìm ngài nói chuyện. Hả? Đội hình lớn thế, có chuyện gì cứ nói thẳng. Sao khói. Tới mời Lâm Quỳnh tới là muốn nhờ người cung cấp đá lệnh cho thiên hương lâu chúng ta. Trích nghiệt lầu trả bao nhiêu? Ta trả gấp đôi. Trích nghiệt lầu một thùng đá trả 5 lượng. Nếu như gấp đôi thì vay thêm 10 lượng. 10 lượng? Sao người không đi ăn cướp đi? Lâm công tử nói đùa rồi. Không bằng như thế này đi. Ta trả cho người 2 lượng bằng một thùng. Gấp đôi giá thị trường như thế nào? À, trông ta giống như cái kệ không biết xấu hả? Ta biết người là con trai của Bình Hàng Bá. Nhắc nhở người một câu, thiên hương lâu này là sản nghiệp của phủ Vĩnh Bình Hầu, mà chủ tử sầu lưng trích nghiệt đầu chỉ là phủ Phò Mã. Bên cạnh nặng bên nào nhẹ thì ngươi vẫn phải nghi kỵ. Vậy thì vụ làm ăn ngày hôm nay không bàn nữa.
Rượu mời còn muốn lại muốn rượu phạt. Ta sẽ khiến cho người quay lại cầu xin ta. Thì lúc đó ta sẽ khiến cho người hai lượng cũng không lấy được. Công tử, xử lý lúc chuyện này, hy vọng người đừng có giống cái tên phế vật tần thùng đó. Công tử xin dừng bước. Ây da, eo của ta đã bị ngươi đấm gãy rồi, không thở đi. Đừng có lùi, quân sắp tục đó rồi. Sợ tới gì tới giới mà còn có ăn vả trời. Đừng thần nhờ đi, kế nào hành hung đình phố. Rõ ràng chính là ông ta đụng vào. Ông lão này là lừa người. Ấy da, eo của lão phù gãy rồi. Ác đồ, ngươi còn muốn bảo vệ chú. Mở phi lời bác cho ta. Nhưng mấy gì này không đúng lắm. Rất rõ ràng là nhắm vào mình. Thiên hồi lâu những gì vậy đã ra tay rồi sao? Các người, người và trời đi. Nếu như có ai tìm ta thì nói ta ở Đông Thành nha. Các quan gia, đi trước dẫn đường đi. Thiệp tiểu gia. Ờ, nghe theo đơn giản như vậy sao? Sao thiếu gia còn giống như bị bắt? Người lại giống y như là đi dự tiệc thế. Đây là của Đông Thành nha. Đi vào, ngon ngon ở trong đó. Xong hai đời rồi. Vẫn là lần đầu tiên ngồi tù. Cảm giác đúng là kha mê mẹ. Lâm công tử, không ngờ như vậy chúng ta lại gặp lại rồi. Người dẫn phạm nhân lừa bịp tống tiền. Ta tới đôi chất. Ta có phải nên cảm ơn không? Lâm công tử lại đang nói đùa. Chân của ông lão cũng đã bị người đánh gãy rồi. Sao có thể lừa bịp mà tống tiền chứ? Đâu có gãy. Bây giờ không phải là bị người đánh gãy rồi sao? Ây da, chân người giới gấm gãy chân của ta cũng dám móc hết chứ vậy. Ông lão à, lương tâm của ông không biết đâu hay sao? Muốn đi, người muốn muốn gì? Một thùng đá, một lượng bạc, đồng ý thì bây giờ người có thể đi. Nếu không, ta bỗng nhiên phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Người có muốn nghe không? Chuyện thú vị gì? Ta thấy ống đường của người đèn sập cỏ, tới hòa đầm máu. Người ngồi trong đại lao này tới khi đổi chết đi. Tình lâu đó thì một lương bạc cũng không có. Ngất tử. Ai giờ làm tiền sinh là chúng tôi tìm được ngài rồi. À, mọi người trong công đô hoảng sợ. Còn có món mở cửa. Ai hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm. Bản quan Đông Thành ủy nhi bây giờ đã trả rõ. Vụ này không hề liên quan tới công tử. Bây giờ công tử có thể đi rồi. Như thế nào? Ta với y cái chuẩn không? Chà, không thể để cho hắn đi như vậy. Cái đồ ngu. À, Long công tử à, thưa sư lại xin lỗi. Khuyến tử lại đang nói linh tinh rồi. À, gây thơm phiền phức cho ngài. Y một giờ lâu tứ. À, được rồi, mau đi thôi. Quý nhân ở trong cùng đợi sốt ruột sắp nổi giận rồi. Lý Tân Quang à, nói đúng. Không thể để cho quý nhân nổi giận được. À, đúng. Tuyệt đối là không thể để cho quý nhân nổi giận. Chà, đừng đi nữa. Chuyện này là do đại công tử. Đại công tử kia rắm. Lý Tông Quảng đã tới rồi. Chắc chắn là hoàng thượng rồi người. Người còn dám bắt. Sau này còn qua lại với cái đám đó thì lâu tới đến chết người. Bản tiêu già là có người bên trời đấy. Ôi, đừng có quạt nữa. Gió quạt ra đều là gió nóng. Thế chưa? Đã tới chưa? À, tới rồi, nổ tài tâm kiến quý phi nương nương. Hôm nay sao lại tới mùa như vậy? Là muốn bổn cung chết nóng hay sao? Xin nương nương thứ tội, học trò vì việc làm chậm trở. Nương nương bất giận, học trò làm ảo thuật cho người. Nương nương, tôi dùng. Nếu tin đã bảo có hoa quả này, bổn cùng sẽ tạo cho ngươi lần này mau, đi tạo ra lệnh đi. Hay vậy đi, ngươi dứt khoát ở lại trường sừng cùng luôn cho rồi. Như vậy thì bổn cùng có thể ăn hoa quả ướp lệnh bất cứ lúc nào. Ở cái này sẽ là không ổn. Nam nhân có thể ở hậu cùng, trừ hoàng đế không phải chỉ có thấy giấm hay sao? Ngươi không cần sợ.
chỉ là chuyện hai nhát vào, nhìn rồi sẽ qua. Ý, Huy học trò cũng có hùng ước với đại tiểu thư của Triệu gia, chỉ có thể cảm ơn ý tốt của cô nương. Có hùng ước à? Huy vậy thì đáng tiếc quá. Huy mẹ ơi, xí chút nữa thì Lâm Lâm công tử biến thành Tiểu Lâm tử rồi. Tới chúng ta rồi sao? Lần này thì đồng cùng con đã lệnh sao? Ai còn còn, cứ hai ngày tới một lần là được rồi. Vậy làm phiền Thái Nhi dẫn đường. Minh Hòa còn chủ tịch nóng ghét lạnh, đá lòng này chắc chắn là do tiểu cung nữ dùng. Đánh giá trên dưới. Tham kiến công chúa. Vừa nhìn thấy Minh Hòa công chúa, vị thực băng trong cửa thở đã không an phận, phải duy trì lý trí mới được. Người tên là gì? Lâm Tú. Lâm Tú, con trai của Bình Hàng Bá. Lâm Tú có hôn ước với nữ nhân đó ư? À, bỗng công chúa là ta. Tướng mạo đẹp đấy, nhưng mà thiên phú quá tệ, không xứng với nữ nhân đó. Công chúa nói rất đúng, đích nữ của triều già tài sắc thiên phú đều vô song, ở vương đồ không có nữ tử nào có thể so bì. Ngoài gương mặt này, ta quả thực là không có gì sống với nàng ấy. Người, ngươi lại cái chút tự biết rõ mình. Ngoài tướng mà thì lẫn cái gì cũng quả thật là không có gì cả. Tiền khôn này, khen nữ nhân đó thì đã đủ rồi, còn cứ phải giấm người khác một cước ư? Đã tạ công chúa khen ta tướng mạo. Ai khen ngươi chứ? Chớ tạo đã lệnh xong thì cút mau. Lý Nam, ngươi và Minh Hà công chúa ai lợi hại hơn? Không thần cũng chưa từng so. Năng lượng của ta, nàng ta là lửa. Từ khi với chúng ta, người nhớ là phải đánh xa nàng ta một chút. Cái này người yên tâm, ta biết chừng mực. Thì là chưa từng so kì, nhưng mà ta cảm thấy chắc chắn là ngươi lợi hại hơn. Sao lại nói như vậy? Tuy về dung mạo thì mỗi người một vẻ, nhưng nàng ta vừa đen vừa lùn. Hơn nữa thì tuổi tác của hai người đều sầm sầm, nàng ta thì bình thường, người lớn hơn nàng ta nhiều. Lớn? Trông ta rất già ư? À không phải, ý này em vừa à. Có người đã hết kìa sao? Không biết là khúc hát nhẹ nhàng dù dường đơm hồn hoài lại hát gì? Âm thanh khiến cho người ta nhớ nhung. Đáng tiếc là tuy hát hay nhưng mà cảm giác thiếu cái gì đó. Công tử có gì phần phó? Ta muốn chọn vợ hát thơ phí như thế nào? Chọn một vợ hát thì 20 quan tiền. Không biết là công tử muốn chọn bài nào? Bài mà ta muốn chọn cho ông không có. Không bằng thì ông tìm vị cô nương, ta dạy nàng hát, ta hát trước rồi nàng ta hát cho ta nghe có được không? Xin lỗi công tử, Lê Hoa Uyển chỉ có thể chọn bài mà các cô nương biết hát. Ta có thể thêm tiền. À đây không phải là cái chuyện tệ bởi tiền bạc. Ý? Cái cô nương quá hết đây. Tất cả vấn đề đều có thể dùng tiền giải quyết, nếu như không giải quyết được, vậy nhất định là chưa cho đủ tiền. Còn muốn thề vì công tử này học bài hát không? Chúng ta là người trong sạch, phải đi theo một đám tự học tiếng hát riêng ư? Nếu như tay chồng của hắn không sạch sẽ thì phải làm sao? Để ta đi. Công tử mời theo ta lên lầu. Đôi mắt này hình như mình nhớ, người tối hôm qua nhìn thẳng vào mình là nàng ta. Mời cô nương trước. Nhã dạng của Lê Hoa Uyển. Cô nương, cô không sợ ta có ý đồ bất chính sao? Người khác thì sẽ, nhưng mà công tử thì không. Trong vụ sự án của Thanh Lệ Tỳ thì Thái Y cũng ở trong đám đông. Công tử không sợ quyền quý, Trường Nghĩa Nghi Tặng tuyệt đối không phải là người thế tiện. Nếu đã như vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Ta hát lê trước cho cô nghe. Dưới sân khấu đi qua, không thấy nhan sắc cũ. Người trên sân khấu hát, trái tim vùng vỡ vì ly biệt. Chữ tình khó thì trải lục lãng quên, hắn hát cần dùng máu để hòa ca. Mớ màng hà màng ai là khách? Cuối cùng cũng tìm được loại cảm giác đó,
Cảm ơn thư thái khi nghe được âm thanh quen thuộc ở thế giới khác. Ở hôm nay đã tả thấy cô nương. Con tự cảnh giáo rồi, đây là vì thấy nên làm. Lời bà hát rất cổ quái, hình như là đã hát về cái kỹ như chúng ta, mà tại sao công tử được nghe lại rơi lệ? Vì hôm nay tới đây thôi, hôm qua sẽ tới nghe cô hát tiếp. Công tử đi thông thả. Thầy cô nương. À cô nương à, sao thế? Chỉ là hơi đau đầu. Đang tại nhi thuộc. À ta đi mời bạn ở thái y viện tới khám thử. Cô nghỉ ngơi trước đi. À được, thực lực không đủ, gọi người tự giúp. Thức tình nhi thuộc liên quan tới âm thanh sao? Trần trách, mình nghe thấy y hát tâm trạng lại rất là thoải mái. Trưa lên núi các người có tác dụng gì chứ? Nói gì nào xảy ra chuyện gì thì ta sẽ cho các người biết bồi tán hết. Bây giờ hình như không đúng lắm, chủ quân là thượng sách Lâm Tú, người ta đúng luôn lắm. Mau tới đi xem từ nơi nào của bốn con bị làm sao vậy? Ây da, trốn không được rồi. Xem ra là không trốn được rồi. Học trò tham kiến quý phi nương nương. Miền lệ, người mau nhìn xem nếu nữ làm sao rồi. Bắt đầu từ hôm qua thì nó không ăn không uống, không có chút tinh thần nào cả. Chúng ta đã kiểm tra toàn diện một lượt, không có một vết thương bên ngoài, bên trong cũng không có vấn đề gì. À để ta xem thử. Mèo được cái chồng và bốn con chúa. Bốn con chúa đang buồn, ở nơi này cũng sắp sâu chết rồi. Mèo thì là chẳng quả, ai tới cứu ta ra ngoài đi. Nương nương, học trò chắc là tìm được nguyên nhân bệnh của Lên Sống rồi. À tại sao, nó nói bị gì? Lên Sống từ trước đến nay là đều chỉ có thể hoạt động ở trường sân cung, lâu quá lâu thì trong lòng tích tụ buồn chán. Bây giờ chỉ không ăn không uống, nhưng mà về sau thậm chí sẽ ủ dột suốt, sau đó là biểu hiện sự đè nén. Đè nén ư? Vậy bệnh của nữ nữ có chữa được không? Nương nương, cho người đưa Lên Sống ra ngoài cùng nhìn ngắm trời đất rộng lớn hơn. Như vậy thì bệnh tình của nó chắc chắn sẽ có biến chuyển tốt. Lê Lục, các người đưa nữ nữ ra khỏi cùng nửa ngày, bọn cùng có hơi mệt, về cũng nghỉ ngơi trước. Nô tỳ tuân lệnh. Ở trong cung này người bị nhốt đầu chỉ có nâu nổ. Mèo mèo, thật mới mẻ. Đều là những thứ bộ con chúa chưa từng thấy. Nâu nổ thật sự tốt hơn rồi. Đúng ta đây, sau khi ra cuối cùng thì nâu nổ đã thấy đuổi rồi. À đúng rồi, song song cô nương. Hôm nay ta tới thấy viện, thật ra là muốn mời cô giúp chữa trị cho một người bệnh. Công tử không cần gạch sáo như vậy, trực tiếp dẫn ta đi là được. Sao lại có nhiều người như vậy thế? Tạc mà cỡ, thái y bị bệnh như thế nào? Bạn công tử bây giờ rất muốn nghe thái y hát. À đồng tình, chúng ta trả tiền gấp đôi còn không được đi sâu. Cái gì mà lòng công tử triệu công tử, ngô công tử tà lý nào không có một mũi đi sâu. À cái vì à, thật sự không phải là chuyện tiền bạc, mà bây giờ thái y không thể hát được. À, ngô công tử, người ấy đội hình lớn như thế này, lý nào lại tới bắt tay sao? À, làm tốt, sao ngươi lại ở đây? Ngô công tử, bị đánh trận đồn đó, nhanh như vậy đã lành rồi sao? Hay là tới nói chuyện hồi này chảnh đông thành ý đại nhân, để ông ta từ từ dạy dỗ ngươi lại hà? Ôi trời ơi! May mà tới này không biết quan hệ của tôi với trong cung. Nếu không thì thật sự không dò được hắn rồi. Ta đương nhiên nhớ ra quần áo nhà ta chưa có thu vào. Ai đâu buồn quá, để ta đi nhà vệ sinh trước đã. Song song cô nương mời. Làm việc song song cô nương rồi. Vì cô nương này chỉ mất sức ngơ xỉu, công tử đợi một lát. Thầy cô nương tính rồi. Công tử ta bị làm sao thế? Thầy, cô vừa rồi bỗng nhiên ngất xỉu. Ta tìm bạch song song cô nương của thái y viện tới khám cho cô. Cô nương yên tâm, đại khái không có gì đáng ngại nữa. Thật là thần kỳ, ta cảm thấy mình hoàn toàn khỏe rồi. Đó là đương nhiên ý thuật của song song cô nương, không phải là trò đùa đâu. À không có dữ như vậy. Nếu như thái y cô nương đã không sao, đi nâu nấu cũng khỏe lại rồi. Vậy thì chúng ta quay về chờ lần trước. Đi rồi, sau này có thời gian lại thảo luận y thuật với song song cô nương.
Thầy, cảm ơn công tử. Lần sau công tử nói như muốn nghỉ hát thì tôi ý sẽ nói với ông chủ không nhận tiền của ngài. Thì nói là gì làm vô giá, nhưng mà tôi nguyện ý tiêu tiền vì vợ hát của thầy y cô nương. Hắn án gọi mình là gì âm? Cái điều thầy y cô nương có biết tại sao có đột nhiên ngất xỉu không? Tại vì không phải là nỗi dinh dưỡng không đủ gì sao? À đúng, nhưng mà hoàn toàn không đúng. Chủ yếu là vì thầy y cô nương đã thức tỉnh dị thuật, nhưng ta không có chỗ nào đặc biệt cả. Thành năm của thầy y cô nương hay không hơn những người khác, chỉ là cô chưa nghĩ theo hướng dị thuật thôi. Hôm nay thôi cách hát bới đi, nguyên lực tiêu hào lớn hơn bình thường, vậy nên mới đột nhiên ngất xỉu. Thì ra là như vậy, nhưng mà dị thuật này hình như không có tác dụng. Lời này không đúng. Nếu như thấy y cô nương có thể hoàn toàn dung nhập với năng lực dị thuật ở trong hoàn thành, thì nhất định có thể trở thành một hoa đàn số một của kinh thành. Thì lúc đó thì mọi người đã sẽ định mua vé của lời huyền lơ hoa uyển. Nhưng ở gia tăng kiểu gì? Lần sau ta tới dị thuật viện mượn một ít sách dị thuật về âm, thì cô nương dựa theo ghi chép trong sách tu luyện là được. À thái y sao có thể để cho công tử nhập lòng như vậy được? Ta tán thưởng giọng của thái y cô nương, sau này còn phải dựa theo vừa hát của cô nương để giải sầu. Vậy thì làm phiền công tử rồi, sau này thái y sẽ luôn hát cho ngài nghe. Cô nương à, công tử này rõ ràng không phải người bình thường. Ta nhìn ra được hắn khác với những kẻ ăn chơi khác. Người phải nắm chắc đấy. Đấy không phải là không chừng chính là cơ hội để người bay lên cao làm phượng hoàng. Ông chủ lại trêu tôi rồi, thông phụng của thái y thấp kém, không xứng với Lam công tử. Chỉ cần có ta hát cho vài bài cho công tử nghe thì ta đã rất thỏa mãn rồi. Thời tiết quỷ quái thế này, cuối cùng cũng mát hơn rồi. Sau này người cũng có thể nghỉ ngơi. À đúng rồi, lần nữa nếu như bị hạ muốn bàn thưởng thì người đã có quên tạ ơn. Anh đã tà lý tổng ngoại nhắc nhở. Với cơn nghiền tình ổn định, thời gian dài cuối cùng cũng không còn nữa rồi. Nô tài tham kiến bệ hạ, thần tham kiến địa bệ hạ. Ngươi chính là con trai của Bình Hàng Bá nhỉ? Một tháng này cũng là vất vả cho ngươi rồi. Muốn ban thưởng cái gì? Có thể đề xuất với trẫm. Thục phì, hà hoàng. Vì đầu gài muốn trực tiếp muốn... Mình muốn nói gì thế như thế chứ? Nếu như mà muốn nhiều thì ngài ít không cho, nên giữ ít thì ta lỗ nặng. Ta muốn một căn nhà to gần hoàng cung, nhưng mà giá trị của loại nhà này cũng không rẻ. Bệ hạ, theo thần thì thấy thì không bằng tặng hắn một trạch biện gần hoàn thành đi. Khi bệ hạ muốn uống rượu ù đá thì không còn đời nữa. Có đạo lý, vẫn là ái phi suy nghĩ chu toàn. Chu Cẩm, ngươi tới nội vụ thì cho một căn viện gần hoàng cùng bà giảng tuyên chỉ. Thần tớ bệ hạ đã ban thưởng. Ôi kiếm rồi, kiếm rồi. Một câu của thuộc phi nương nương đã giúp mình tiết kiệm mấy vạn lượng bạc. Ôi mình thực sự là yêu chết thuộc phi của nương nương rồi. Ái phi sao thế? À không có gì, thần thiếp chỉ là nghĩ tới một chuyện buồn cười. Thuộc phi của nương nương dị thuật độc tâm. Còn hai ngày nữa là tới ngày dị thuật viện khai giảng. Vừa hay là lo sớm chuyện chứ nhà. Căn nhà kép ơi quá rồi. Dị thuật viện. Ý? Ôi chà chà chà, nhiều dị thuật quá đúng là phát tài rồi. Sau này đều là của mình. Ai mau tới xem, mau tới xem đi. Minh Hà công chúa tới rồi. Ý chà chà, đám người này trẻ tuổi không biết kích tốt của người tỷ. Coi thiếu nữ nhầm thành báu vật luôn rồi. À xin hỏi huynh đài, người tỷ là cái gì? Nè, anh hùng cùng chị hướng. Ôi tài hạ cho rằng nữ tử có mị lực nhất trong dị thuật viện này chính là Tần Yến của đường. Mắt nhìn của người không tệ. Tài hạ Lâm Tú xin hỏi tên của huynh đài. Anh Lâm Tú, con trai của Bình An Bá, à vị hồn phụ của tiên kiêu Triệu Gia đó sao? Là ta. Tài hạ Lý Bích Trường nghe danh đã lộ. Triệu Gia nghe cách lệ cầu hồn của thái tử cũng từ chối, vẫn là làm quỳnh thủ đoạn cầu mình có thể ôm được tiên tử hạ phàm. Hiện này thì lại là vào được dị thuật viện, tiền đồ vô lượng.
À, quá khen rồi. Tỳ ta thức tỉnh di thuật bằng, nhưng mà thiếu phút bình thường chỉ tới hồn tư viện lăn lộn quá ngày thôi. Ai ta cũng đâu phải không phải chứ, lên ngộ lượt lưu lượt xem xét, nhưng mà cũng ở hoàng tự viện lăn lộn quá ngày mà thôi. Xem xét, xem ra Lý Quỳnh và ta là đồng bạn từng lần, có chỗ nào mà không hiểu mong Lý Quỳnh chỉ điểm. Ta và Lâm Quỳnh vừa tựa như đã quen, đó là đương nhiên rồi. Nhận được bọc bôi rồi, dị thuật thì dày xâm xét, bí lực mạnh hơn dị thuật bằng, vì ta muốn chắc rồi. Lớn thì gơ lắm sao? Lớn, mình già như vậy. Lên năm. À cộng chúa điện hạ, tờ rồi, con á này không phải là muốn xử lý mình đấy chứ. Hai vẫn là có em vợ giúp mình trong lưng. Lý Quỳnh, chúng ta vừa rồi nói tới đâu rồi nhỉ? Vừa rồi tôi tới trong đại điện này, ý nhi còn nàng là xinh đẹp nhất, vậy người xinh đẹp thứ hai là ai? Chúng ta vừa rồi có thảo luận chủ đề này sao? Đề nhiên có rồi. Lâm Quỳnh còn nói ở đây trừ tần uyển của nàng ra thì Tiết Ngân Nhi đẹp nhất. Tao và Lâm Quỳnh có cùng chí hướng, trừ tần uyển của nàng ra thì Tiết Ngân Nhi có dung mạo vóc dáng khí chất rất là xuất sắc nhất. Trong mắt nam nhân của các người, nữ tử ngồi dung mạo và vóc dáng thì lấy nào không có cái khác ư? Còn có linh hồn. Lâm Quỳnh, lát nữa gặp. Thấy chắc là quên nghe. Nên nhân đó rất nguy hiểm. Ai yên tâm đi em về, ta sẽ thú thân như ngọc. Lý Quỳnh thật là kêu quá. Lâm Quỳnh, con mới danh tiếp võ đạo, cơ thể này có người có chịu nổi không? Lẽ nào Quỳnh cũng tới xem? Ê, đúng là huynh đệ tường giao. Sớm hàng ta họ Tôn là giáo quan vị, cái người gió đạo, cái người có tên gọi ta là Tôn Giáo Hoàng. Chào Tôn Giáo Hoàng, ta sẽ đào tạo cho các người như là lính của ta. Nếu như cài không chịu khổ được thì bây giờ có thể lùi ra. Không. Rất tốt. Hy vọng một canh giờ sau các người sẽ không đổi chủ ý này. Bây giờ mọi người giải tán ra đứng tấn tại chỗ. Đã đó. Ôi trời ạ. Lâm Quỳnh à, cơ thể này của người làm sao mà luyện ra được gì? Thì ở nhà nâng đá kỳ cuối các thứ. Hai chân tách ra, hạ xuống thấp nữa. Thực ra là hiệu quả mà di tực sức lực mang lại thôi. Lâm Quỳnh quả như là người xuất sắc trong số chúng ta. Là nam nhân, một với cái cơ thể khỏe mạnh, nên vậy không sau này làm sao mà giáo chế bụi hoa được. Ta tu luyện võ đạo là để chỉ giáo truyền ta biết gì thuật sức lực một cách tục nhật. Tình lòng bách trường này lại tướng mình đã tầng thuyền nhất, thật ra mình đã từng đại khí rồi. Hai người các người trước kia có nền tảng võ đạo phật chế gì thuật không có phản ứng, xem ra Tôn Giới Quang là vợ giả thuần tí. Tương hợp một chút, chưa từ tiếp xúc, chỉ là thường xuyên rèn luyện cơ thể. Không tệ. Lần sau ta sẽ truyền cho các người chân khí. Chỉ còn có thể giữ được một tia chân khí trong cơ thể người thì coi như là võ đạo nhập môn rồi. Hết thời gian nghỉ ngơi. Vì công từ đó ta là tuần tú, cơ thể cũng đẹp, không biết có hôn phối chưa. Nếu như có thể gả cho hắn thì tốt rồi. Đừng làm mờ nữa, đó là làm tủ công tử nhà của Bình Hàng Bá, vì hồn phụ của Triệu Liên Quân. Triệu Liên Quân thì như thế nào? Nàng ta đâu có vườn đồ, ai thắng ai thua con chưa biết đâu. Ngân Nhi, cô lẽ nào là có ý với vị hồn phụ của Triệu Liên Quân á? Đôi chuyện như là tình cảm này vốn là không có ai tới trước được trước, các người cứ chờ xem. Triệu Liên Quân, vì thực mạnh mẽ, gia tộc hùng hậu, bề hạ hậu ái, vậy mà lại như thế nào? Để khi hồn phù của cô ta bị cướp đi thì đó chính là cờ cười lớn nhất của vườn đồ. Chỉ cần làm thú yêu tà với đồng nghĩa là ta thắng Triệu Linh Quân.
Vì sao có cảm giác? Sao lại có cái loại cảm giác bị người khác để ý thế nhỉ? Ây da! À cô nương, cô không sao chứ? À không, không sao. Công tử, ta hình như là bị trẹo chân rồi. À gì cô nương, nhưng như cô nương à, ta dìu cô ấy. Trên 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 ra ngừng gì cô nương, đó ta cống cô. Nhưng mà cái người còn sức không? Vì công tử này có thể làm người, vì ngươi cõng ta về không? À đương nhiên là được. Chân bị thường ư, ta đưa ngươi về. Vậy thì làm phiền giáo quan rồi. Theo đoạn của Lòng Quỳnh Siêu đấy, đây là cái câu được trái tim có một trong tứ đại mỹ nhân của Di Thục Viện rồi. Tứ đại mỹ nhân của Di Thục Viện ư? Lên năm cô nương, Môn Hạ công chúa Uyên Nhi cô nương và Tiết Ngân Nhi có danh hiệu của tứ đại mỹ nhân của Di Thục Viện. Có điều Lòng Quỳnh cẩn thận một chút, công tử giàu có theo đuổi Tiết Ngân Nhi nhiều đến không đếm xuể. Tại sao nàng cứ phải chủ động xuất kích vì người? Không biết là người nhi cô nương thích tính năng lực gì? À hình như là phi hành. Miệt bậy, con nhớ tắt cổ mưa. Xem ra thật sự con coi ta là con mồi rồi. Ta sẽ cho nàng ta biết thợ rèn xuất sắc nhất luôn xuất hiện với vai diễn là con mồi. À Lý Quỳnh, không phải vừa tới Di Thục Viện thì sao chứ? Sao cái gì cũng biết thế? Lòng Quỳnh, muốn tìm hiểu cô nương nào thì hỏi luôn ta là được. Ta và Lý Quỳnh chỉ hận là gặp nhau quá muộn. Trích Nguyệt Lâu, à ta mời không say không về, có được không? Đời người gặp nhau được trích kỹ thật là đáng mừng đi. Ây da, thật sạch rồi. Không ngờ tiểu vương tử ngàn ly không say như mình, vậy mà lại bị Bách Trương uống cho đổ gục. Đáng hận. Vẫn chỉ có ba lộ di thuật à? Xem ra tối qua là tôn đại lực đưa mình về, tuyệt quá. À, bỏ đi, ngày tháng còn dài, dị thực tới miệng mà có thể khiến cho người bay mất cái chắc. Thư viện dị thực viện, à tìm được rồi, mấy ngày nay bận bịu xí chút nữa thì quên, tìm sách về dị thực cho âm thái y cô nương. Lâm công tử. Thì ra thật là Lâm công tử. Ui thật là trùng hợp. À công tử không để bụng, ta ngồi ở đây chứ. Tàng kinh cát không phải là vật riêng của ta, thì lấy đầu ra cách nối để không để bụng chưa? Còn đường cứ tự nhiên là được. Thế thì tư thế này của mình thì làm tốt nhất để nó không chịu nổi rồi. Ý. Một canh giờ sau. Một canh giờ rồi, trái tim của Lâm Tú này là băng sắt à? Sao lại không nhìn lấy mình một lần? Ở người nhi cô nương, cô không động sách à, nhìn ta làm gì? Con tự à, biết ta sao? Thật là một tên đồng gỗ mà không hiểu phong tình. Ở người nhi cô nương, xinh đẹp tài giỏi, danh tầm thì đồn xa, trong dị thực viện thì có ai không biết chứ? Đó là người khác đồn đinh tinh thùi, Lâm công tử đừng trêu ta. Đáng tiếc là ta có hôn ước trên người, nếu như quá gần gũi với Ngân Nhi cô nương thì dễ gây ra hiểu lầm. Ngân Nhi đương nhiên là biết người có vị hôn thê, nhưng mà Ngân Nhi chỉ muốn làm bạn với người. Lẽ nào Tri Lên Quân không cho người kết bạn với bà khác giới ư? Thì đó là như vậy, đương nhiên là có thể rồi, ta thích nhất là kết bạn. Sau này ta và người nhi cô nương là bạn tốt rồi. Tư lượng của Lý Quỳnh không tệ, chuyện hôm đó thật là hổ thẹn. À không sao không sao, lần trước uống ít đi là được. Lâm quốc tử, hai người tới thật là sớm. Đương nhiên rồi, chuyện học hành không thể ở trên mạng. Siêu, thật sự siêu. Ở người nhi cô nương cô có biết công tử người thật cứ nói như cái đó. À này Lâm Tú à, tạm hợp thôi. Tới đây. Vậy Lâm công tử ta có từ trước. À được. Cô nôn đều là hồ ly ngàn năm, cô nói trà giới vi tà, nhưng tới đây không phải là tâm được rồi sao? Người, còn các người nữa, mấy người các người đều qua đây.
Những người khác thì tiếp tục chạy bộ. Võ đạo chỉ còn thì chất tốt, ai ai cũng có thể tu hành. Bây giờ thể hiện cho các ngươi tận mắt. Nè, ngươi, qua đây. Trần khí là nền tảng trong tu hành võ đạo. Người có thể tu tự mình tu luyện ra trần khí như là vừa người là con số cực ít. Phần lớn mọi người đều còn giúp đỡ. Nên tay ra, ta sẽ truyền chân khí vào trong cơ thể của các người. Người cứ dẫn dắt một tỷ nguyên khí này vận hành trong cơ thể. Cơ thể giữ được bao nhiêu thì phải xem của ngươi rồi. Đừng phản kháng, cố gắng cảm nhận. Nhớ, lộ tuyến của nó đang đi truyền ở trong cơ thể của người. Ôi trời ạ, chân khí này còn quá bá đạo rồi. Giống như là mở mi kéo leo đồi ở trong cơ thể của ta gì. Lần đầu có thể giữ được lâu như vậy đã rất không tệ rồi. Luyện tập thêm vài lần rất nhanh người có thể bước vào cánh cửa võ đạo rồi. Đa tạ Tôn Giáo Hoàng. Nào nghĩ ngơi một lát đi. Ta cảnh cáo người, cách xa Ngưng Nhi cô nương ra. Người không xứng với nàng ấy. Người đó lại. Hắn là Vương Nghi, con trai của một hầu tam đẳng mà thôi. Chỉ thức tỉnh năng lực không gian huyền gia hạ phẩm. Ngưng Nhi cô nương sao có thể nhìn trong hắn? Nhi thuật không gian ư? Tiếc Nhi không nhìn trúng, nhưng mà ta nhìn trúng. À Lâm công tử đang làm gì thế? À, có rồi. Ai da, thì ra tiếc cô nương, cô tới tiện ta có chuyện gì? Ai da, thì ra là tới đưa nước cho ta uống ư? Nơi nị xà, trời lì nóng, thật là quá chu đáo rồi. Ui, tên này, thật là biết chọc người khác. Nào, cái tên họ Lâm kìa, ta muốn chiêu chiến với người, ngươi có dám nhận không? Chỉ nói chuyện với tiếc người gì mà đã tức điên rồi. Nội tình không đúng sao nhà thì tự. Khiêu chiến cái gì? Đánh một trận với ta. Ta thắng thì ngươi cút ra khỏi bên cạnh của người nhì cô nương. Ta thua thì ta cút. À Lâm công tử đừng có đồng ý vì hắn. Ta cấp nhận khiêu chiến của người. Lâm công tử chúng ta không so đấu có được không? Ta cũng muốn xem Triều Linh quần bị vị hồng phu vứt bỏ, trở thành trò cười của vườn đùa. Nếu như người thua rồi thì không gần gũi với ta nữa, thì ta làm sao mà hoàn thành cái hoạch này đi? Vương Hy Phong đáng chết lắm, dám lập ống chuyện lớn của ta. Người nhi cô nương, đây là chiến đấu giữa nam nhân với nhau, xin cô đừng có nhúng tay. Làm tổ người nhất định phải thắng đó. Cẩn thận. Bích. Não đợi. Dị thực lực lượng. Ủi, chuyện này sao có thể? không phải chứ, vậy mà xong rồi ha. Mình còn chưa dùng sức nữa mà. Hắn còn sợ chưa? Chỉ là ngớ đi thôi, đi mời viện y tới đây. Không cần làm phiền viện y, để ta cống bận học và vườn đi tới thái y viện. Sao hắn lại tích cực như vậy? Đây là đâu? Đang phục chế 73%. Tính là làm gì? Đừng có hòng cắt ngang quá trình sao chép USB của ta. Người bị thường đã không có gì đáng ngại rồi. Buổi chiều thi một lần thuốc là được rồi. Chỉ có cái cổ này, lão phù phải gọi cộng sự được việc giúp đỡ thôi. Làm phiền thấy ý rồi. Năng lực không gian tuyệt đấy. Sau này ra ngoài tiện hơn nhiều rồi. Nói ra thì tốc độ lần này nhanh hơn không ít. Lấy nào là hiệu suất phục chất liên quan tới diện tích tiếp xúc ư? Nếu như vậy, Lâm công tử. Xong cô nương, thế là trùng hợp, cô cũng ở thái y viện. Ta không phải luôn ở thái y viện hay sao?
Ôi, mới mà bà song song không nhìn thấy, xíu chút nữa thì lộ rồi. À, nó cũng phải song song con ư? À, ta giúp cô. À, đúng rồi công tử, ta còn chưa hỏi ngài tới Thái Y Viện làm gì. Ta đưa mà họp tới trị thường, thường tiện cũng muốn thỉnh giáo ý tưởng của cô. Hay là ta bắt đầu à gì ta tự cách bắt mạch đi ha. Được, chỉ cần công tử muốn học là được. Vậy chúng ta ngồi bên đó. À, không vấn đề. Mạch tượng chia thành tri mạch, trầm mạch, phù mạch và số mạch. Biểu hiện của mỗi lượng mạch thì đều khác nhau. Ngài có thể bắt mạch của ta, nói cho ta biết mạch tượng mà ngài cảm nhận được. Ta sẽ giảng giải chi tiết cho ngài. Đang tại 0%. Mới học thì phải bắt mạch nhiều lần, không cần nóng vội. Ôi, xem cho con đường, có thực sự là muốn vậy ta ý thuật quỳ ta là quá cảm động rồi. Đang tại 0%. Công tử à, ngài sao thế? Ủa, sao không chạy lên nhỉ? À không, không sao, chúng ta tiếp tục. À đù, hỡi thống à, sao lại mất tín hiệu rồi? Bình tĩnh lại xem kỹ thử xem, rốt cuộc là vấn đề xảy ra ở đâu? À, mình hiểu ra rồi. Mình vốn đã cho rằng là mình có hệ thống hack gì đó, vậy nên mới có thể phục chế năng lực của người khác. Nhưng thực ra, phục chế chính là dị thuật mà mình thức tỉnh. Nếu đã là dị thuật, thì chắc giống như là năng lực khác, cần không ngừng thức tỉnh để gia tăng giới hạn của năng lực. Đợi ta thức tỉnh lần hai thì nhất định sẽ tóm được cô. Thanh kỹ năng đã đầy, mời mở rộng. À đi đã xong cô nương à, ta đã hiểu đại khái rồi, về mạch tưởng rồi. Ý, khoan đã, cái cảm giác quen thuộc này, à ta không có làm gì hết. Ta lớn ngươi xảy ra chuyện nên đã bị ta đẩy kết quả, ngươi đây ở đây là tan gái. À nên nằm, ngươi nghe ta giả viện, à người à, nghe ta giải thích. Không được, phải mau nói cho công tử Lâm Tú này không đơn giản. Ủa sao mà cổ của mình sao lại đau như vậy? Linh Âm, người đừng có hiểu lầm, ta vừa rồi chỉ là đang học bắt mạch với song song cô nương. Người thề đi, ta thề với trời chỉ có quan hệ sư đồ thuần khiết với song song cô nương. Nếu như có nửa cầu dối trá thì ta sẽ đừng nói nữa. Ta tin ngươi rồi. Tiếp tục sẽ không nói nữa. Không biết thề cái gì ư? Anh lên nào mà giữ chúng ta nghe cái chút tin tưởng này cũng không có sao. Ta dạy người nói thì ta, nếu như có nửa cầu dối trá thì ta sẽ bị trời đánh, không được chết tử tế. À được rồi, ta thừa nhận ta là muốn sờ tay của con gái, ta còn bị xấu hổ. Người đừng có nói là sẽ thu tiết với mình, người không như chết tính. Lâm Tú càng lúc thì càng không thể hiểu nổi người. Trước kia ngươi gặp ai cũng nói tới hồn mước với tỷ tỷ, bây giờ là triều hòa nghiêu nghi khắp nơi, thậm chí hội tạ có thể giải trừ hồn mước hay không, ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Lời có thiên niệm ngông cuồng, người đừng có để trong lòng. Thôi đã, ngươi không phải là đã có người mình thích rồi đấy chứ? À đúng đúng đúng, ta có người trong lòng rồi, anh chỉ là anh chỉ lấy nàng ấy. Ta ngược lại biết người giao này thường xuyên tới lo Uyển Hòa, lẽ nào là thích đào kiếm ở đó? À, phải, ngay cả đối tượng cũng đã chuẩn bị sẵn cho mình, không nói thuận theo thì chẳng phải là phụ ý tốt của nàng ta sao? Còn điều có điều là Linh Âm nắm rõ hành tung của mình, nhưng trong lòng bàn tay cảm thấy có hơi biến thái. Đào kép thì sao có thể so được với tỷ tỷ của ta? À, người còn hiếu tình yêu, khi người thật sự thích một người thì trong mắt người chỉ có người đó. Đừng có nói tí tí của người, cho dù là tiên tử trên trời ở trước mặt nàng ấy cũng như là ám đạm bất sắc. Coi người trong lòng, tại sao người còn đi sờ tay của nữ thầy đó? Hả? Có người trong lòng, thì người còn ở dị thuật viện, còn vì tiếc người nhì mà trành phóng với người khác, thậm chí còn đánh nhau. Có người trong lòng, tại sao người còn đi sờ tay của nữ thầy y đó? À, ta có thể nói ba người này à, ta đều thích không? Người không phải là muốn nói tất cả nữ tử xinh đẹp thì người đều thích chứ? Ta chỉ muốn có tất cả các cô gái xinh đẹp, một ngôi nhà mà hấp thì như vậy cái gì sai? Xịt nữa thì bị người lừa rồi.
Loại người như người sao có thể không thích tỷ tỷ của ta? Nhất định là muốn phóng tính trước khi kết hôn. Hả? Ta không phải, ta không có. Ngươi đừng anh nói linh tinh. Dù sao thì ta cũng sẽ không tin người. Còn để ta bắt được người trêu hoa gây nghiệt, nhất định sẽ không cả xấu. Lâm Tú ra thì cũng quá thâm rồi. Đến đâu thì thôi đi. Sao mà còn bố một phát vào cổ của mình nữa nhỉ? À công tử, sao rồi? Vốn là có cơ hội để phê hắn, nhưng mà vòng mày của ta không tốt. Một lần vòng mày không tốt, hai lần vòng mày không tốt. Tóm lại, không thế nào lần nào cũng là vòng mày không tốt. Xem ra, ta đã xem thường hắn. Vì thật không vàng, không có sức gì đâu. Nhưng, để ít bạc vụn thì vẫn là rất tiện.